Tính chung 10 tháng của năm nay, doanh thu du lịch lữ hành của thành phố Cần Thơ ước đạt trên 305 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 10, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 22 tỷ 890 triệu đồng, giảm gần 4% so tháng trước. Bên cạnh việc nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và 2 tháng 9 nhiều ngày, thành phố còn thu hút thêm du khách qua các hoạt động lễ hội áo bà ba, áo dài với chủ đề Duyên dáng phương Nam đã góp phần đẩy mạnh quảng bá du lịch chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Cần Thơ trực thuộc Trung ương.